Hello anh em, chào mừng anh em quay lại với video của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách farm candy nhanh nhất trong hệ CPC. Thì nói chung chỉ có một cách này farm nhanh nhất thôi anh em. Arc này mới level 54, đã farm được 500 candy rồi. Cách farm như sau: anh em chuẩn bị cho mình một cái arc phụ từ level 50 trở lên, mà tốt nhất từ 200 trở xuống 50 cho chắc chắn. Bước này cực kỳ quan trọng, anh em chuẩn bị cho mình một trái guza. Trái thuộc dạng dê khôi nên cũng dễ lấy. Sau đó anh em lại ngây đài phun nước. Anh em đứng vị trí nào cũng được. Sau đó dùng chiêu vơ trái gù ra. Nhớ nâng điểm vô phơ lút hết nha. Game có tính nâng chết atom. Anh em tận dụng farm cho arc phụ rồi chết cho arc chính. Rất nhiều cắn đi luôn. Giờ chơi farm trong 5 phút được nhiều cắn đi nhé. Sau 5 phút farm, được 400 candy chỉ trong 5 phút. Farm cực nhanh luôn, mình farm tí lấy tam kỳ mát. Cực kỳ đủ rồi anh em ạ. Giờ mình sẽ đi đổi vật phẩm đầu tiên. Lỗi kỹ thuật tí thôi mà. Thì cái tam kỳ mắc này giá 1000 candy nhà anh em. Để xem tăng được gì. Tăng được 2500 máu. Ngoài tăng máu chả tăng được gì hết. Vật phẩm này cũng rất ngon đối với anh em tân thủ. Video mình đến đây là kết thúc. Nếu anh em thấy hay thì hãy cho mình một like và lượt đăng ký. Nhớ nhấn vào cái chuông để nhận được video mới nhất nhá. Bye bye anh em.